Vâng, phóng viên Hương Hớn ở tại hiện trường trận đấu giữa đội tuyển Myanmar và đội tuyển VFC Việt Nam. Hai đội đang làm thủ tục để bắt đầu trận đấu. Thì trước mặt các bạn là trọng tài và hai đội trưởng của hai đội. Vâng, KK số 8 vừa đi qua. Như vậy đang được thấy đội hình của hai đội bóng. Đội Myanmar đang ở phía cột côn bên tay trái của các bạn và mang trang phục quần đen áo xanh. Phía bên tay phải của các bạn là đội tuyển VFC Việt Nam, trang phục toàn mực màu đỏ rất rực rỡ. Giây phút hồi hộp mà chạy bắt đầu, tất cả cầu thủ đã sẵn sàng vào vị trí để bắt đầu trận đấu. Vâng, trọng tài thừa cơ bắt đầu trận đấu. Cầu thủ số 12 đang cầm bóng. Đội tuyển Việt Nam đang lên bóng. Vâng, anh Thu đang cầm bóng. Vâng, đội bạn đã lấy được bóng rồi. Chúng ta lại lấy lại được quyền đi bóng. Vâng, vâng, có vào được không? Đội bạn đã lấy lại được quả bóng. Bóng đã bị cắt rồi. Vâng, đội bạn đang đưa bóng về phía cầu môn của đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực cứu bóng thành công. Anh Nghệ đang giữ bóng. Cầu thủ đội bạn đang đi bóng, đang rất nát néo và chuyền cho cầu thủ số 23. Mất bóng rồi. Vâng, đội tuyển Việt Nam có ưu thế. Vâng, 2-1 thì không chột cũng khỏe. Chúng ta lại lấy được quyền phạt bóng. Bóng là phần sân cho đội bạn. Vâng, phạm lỗi rồi. Thank you.
Vâng, anh nghĩa. Chắc mà các bạn là anh nghĩa. Cầu thủ số 7 thực hiện pha bóng ở phía khung thành của bạn. Có thể đây sẽ là bàn thắng đầu tiên của trận đấu hôm nay. Vâng, ui, một cú chạm xa ngang, thật đáng tiếc. Vâng, cầu thủ Kaka đang cầm bóng, đang giữ bóng, số 8. Anh nhẹ ngã rồi. Đội bạn phát bóng về phía sân đội tuyển Việt Nam. Như chúng ta đã thấy, Việt Nam đang giành phần ưu thế, đang ép rất mạnh về phía sân đội bạn. Chuyền đi nào. Vào. Vâng, lỡ nhịp rồi. Anh có đưa được bóng vào phần vào số mét 50 không? Vâng. Vâng, thủ môn đội bạn. Cú bóng có phần hơi nhẹ của cầu thủ số 7. Vâng. Cầu thủ đội bạn đang chuẩn bị phát bóng. Vâng, không phải là phát bóng, chuyền bóng. Bóng không thể lên được phần sân của đội tuyển Việt Nam. Vâng, một cú chuyền bóng. Vâng, bóng vẫn ở trong đội tuyển Việt Nam. Đội bạn đã lấy được bóng rồi. Vâng, đã bị cắt bóng. Bóng lại thuộc về Việt Nam. Nhịp độ trận đấu đang diễn ra khá là nhanh. Kaka lại giữ bóng. Vâng, anh Nghệ lại ngã rồi. Đây là lần thứ hai anh Nghệ ngã xuống trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Cầu thủ đội bạn phát bóng. Vâng, bóng lại về phần sân của đội bạn. Một cú vẩy bóng nhưng rất tiếc. Đội tuyển Việt Nam lại giữ được bóng và đang đưa bóng về phía sân của đội tuyển đội bạn. Vâng, một cú chạy bóng rất điêu luyện của cầu thủ số 15. Vâng. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh. Vâng, cầu thủ thủ môn của đội bạn khá là xuất sắc đã cản phá được cú đi bóng của đội tuyển Việt Nam. Vâng, một cầu thủ đi qua được hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Vâng, bóng đang đi về phía thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Có lắm. Vâng, cầu thủ đầu tiên đã bàn thắng đầu tiên là thuộc về đội tuyển Mianmar, đội tuyển Mianmar. Rất là đáng tiếc trong bàn thắng vừa rồi của đội bạn. Một cầu thủ duy nhất của đội tuyển đội bạn đã đi thẳng về phần sân của đội tuyển Việt Nam và ghi bàn. Vâng, phút thứ 9 của trận đấu và tỷ số đang là 1-0 nhưng về đội tuyển Mianmar. Vâng, ngay sau đó chỉ 1 phút thôi, đội tuyển Việt Nam đã ghi lại bàn thắng và gỡ hòa với tỷ số 1 đều. Bàn thắng ghi quá nhanh nên không thể ghi lại khoảnh khắc của đội tuyển Việt Nam.
Vâng, đội bạn đang đi bóng về phần sân của đội tuyển Việt Nam. Phát bóng lên đi nào đội tuyển Việt Nam. Anh Nghệ lại ngã xuống. Nô bẫy về đi bóng. Các bạn sắp bóng lên phần sân đội tuyển Việt Nam. Bóng đang đi về phía phần sân của đội tuyển các bạn. Có thể là đã hiệp bị rồi. Các bạn đi bóng. Vâng, một cú cản phá. Cú lên biên. Vâng. Các bạn đang giữ bóng. Vâng. Lại một quả lăn biên tiếp theo của về đội tuyển Myanmar trên bàn sân của đội tuyển VFC Việt Nam. Ra ngoài rồi. Một quả lăn biên tiếp theo dành cho đội tuyển Myanmar. Vâng, lại lém biên. Không, lần này là một quả phạt góc không được. À, vẫn là lém biên. Nào, phá bóng. Một cú sút xa. Cực kỳ thiếu chính xác của đội bạn. Có thể là bóng đã chạm tay của thủ môn vào ra ngoài. Đội bạn của lô bế về. Kaka đang giữ bóng. Anh định làm gì đây? Vâng, anh truyền bóng cho anh Vương Đạo Nghệ. Một cú đệm bóng rất là chắc chắn của anh Nghệ, cầu thủ số 12. Bóng đã thuộc về đội tuyển Myanmar. Nào, đội tuyển Myanmar có phần trong những phút đầu của trận đấu. Vâng, bóng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Dọc lên đây. Vâng, anh đã phát bóng ra ngoài. Cú lên biên thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đội bạn đã giành được quyền giữ bóng. Một cú lên biên tiếp theo. Vâng, anh Nghệ chuyền bóng. Đội bạn đã giành được quyền giữ bóng. Cố lên ạ, một cú bóng rất là nguy hiểm. Hôm đối về phát bóng.
ca ca là bóng vẫn đang ở trong phần sân của tuyển Việt Nam. Cú trên chiếc bóng và bóng đã đội thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Myanmar, vâng, đội bạn phạm lỗi rồi. Đội bạn đang lập quyền phát bóng trong đợt phạm lỗi vừa rồi. Vâng, một cú sút xa. Cú đưa bóng lên cầu môn của đội tuyển các bạn. Đội tuyển Việt Nam đã hầu như đưa hết các cầu thủ về phía sân của VFC. Vâng, cố lên đội tuyển Việt Nam. Vâng, Kaka giữ bóng. Chuyền bóng đi nào. Anh Nghệ đang giữ bóng. Anh định làm gì đây? Vâng, một cú đưa bóng rất là ngoạn mục. Chuyền bóng kìa, sút đi. Vâng, rất thoáng. Liệu có làm nên được bàn thắng không ạ? Vâng, một cú chuyền bóng, bóng ra ngoài rồi. Một cú phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Đưa bóng vào cầu môn của đội bạn. Phạm lỗi rồi. Bóng thuộc về đội bạn. Thủ đội bạn phát bóng. Vâng, anh Thu đang giữ bóng. Cúi đầu đội bạn. Vâng. Anh Nghệ giữ bóng. Các bạn lại giành được quyền phát bóng rồi. Rồi, cú đánh góc. Bạn bị ngăn cản. Vâng, đội bạn chơi với nhịp độ rất là nhanh. Vâng, cầu thủ 15 giữ bóng. Số 7 có làm gì không? Sút. Vâng, thủ môn đội bạn khá là lúng túng nhưng bóng đã vào đúng vị trí của thủ môn. Cầu thủ số 15 sút xa đi, có làm được không? Vâng, số là 2-1 thuộc về đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 19. 19 phút, chính xác là 19 phút và 40 giây. Một cú sút xa hoàn toàn chính xác của đội tuyển Việt Nam đã đem về bàn thắng số 2. Wow.
ông cú chuyền bóng, đội bạn chuyền bóng khá chính xác. Rồi một cú đếm biên, đội bạn đã phạm lỗi. Có thể nói là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi rất là fair play. Từ đầu trận đấu đến giờ chúng ta hầu như chưa có một pha phạm lỗi nào dành cho đội bạn. Đội bạn đưa bóng quá dài. Phải là ca ca mà là lô bế về hơn. Nào. Vâng. Bóng lại ra ngoài. Bóng tiếp tục ra ngoài. Lần này vì em viên thuộc về đội tuyển Mianmar. Chắc ta đã thuộc quay. Đội bạn đang đưa bóng về phía góc cạnh để ngăn cản. Vâng. Anh Nghĩa đưa bóng.